Chelsea công bố bom tấn Fofana, tỷ phú Tát Boli khen nức nở. Chelsea chi 80 triệu bảng cho trung vệ Wesley Fofana từ Leicester City. Ông chủ Tát Boli hì hả khen bản hợp đồng mới. Sau khi vượt qua cuộc kiểm tra y tế, Fofana đã đặt bút ký hợp đồng 7 năm với Chelsea mà sẽ giữ anh ở Stamford Bridge đến mùa hè 2029. Chelsea đã nhiều lần bị Leicester City từ chối lời đề nghị mua Fofana nhưng vẫn quyết không từ bỏ. Theo 90 Min, sau cùng thì lãnh đạo bày cáo cũng bị thuyết phục khi The Blues đưa ra mức giá 70 triệu bảng phí ban đầu, cùng 10 triệu bảng các khoản bổ sung. Hai ngày vừa qua là những ngày thực sự trọng đại đối với tôi và tôi rất hạnh phúc. Sáng nay tôi đã tập cùng Chelsea và đó là giấc mơ thành hiện thực. Tôi rất háo hức được ra sân thi đấu cống hiến cho câu lạc bộ và người hâm mộ, Fofana chia sẻ. Bản hợp đồng mới của Chelsea cũng tuyên bố mạnh mẽ, tôi đến đây để giành chiến thắng và gặt các danh hiệu Champions League, Premier League, FA Cup, League, mọi thứ. Chelsea được tạo dựng để giành các danh hiệu nên tôi ở đây để tiếp tục điều đó. Tỷ phú Tát Boli, ông chủ mới của Chelsea vô cùng phấn khởi khi hoàn tất thêm được một bom tấn khác. Ông hết lời khen Fofana. Wesley Fofana là hậu vệ đầy hứa hẹn. Cậu ấy đã chứng tỏ được phẩm chất của mình ở Premier League ở độ tuổi còn rất trẻ. Chúng tôi rất vui khi có thể mang một trong những tài năng thú vị nhất châu Âu về Chelsea và củng cố hơn nữa cho hàng thủ của mình ở mùa giải này và nhiều năm tới. Fofana là một cầu thủ có thể tạo ảnh hưởng đến đội ngay lập tức. Ở tuổi 21, cậu ấy sẽ còn có thể cải thiện để phát triển hơn nữa trong tương lai.